Em Ngọc Bình xin chào tất cả các cô chú anh chị các và các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhá. Hôm nay là chiều ngày mùng 8 tháng 8 năm 2019 thì cơ sở chúng em lại tiếp tục giới thiệu cho mọi người những loại lan mà rất đáng để chúng ta sưu tầm nhé các bạn nhé. Đó. Thì trước khi giới thiệu các mặt hàng lan mà ngày hôm nay buổi chiều tối ngày hôm nay em có cho mọi người thì em xin được giới thiệu về cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Đó, và hình thức bán hàng của chúng cơ sở chúng em á thì em sẽ gửi hàng đi khắp mọi miền Tổ quốc cho tất cả các bạn. Rồi các bạn thanh toán tiền hàng và tiền cước cho nhân viên giao hàng tận tay cho các bạn ấy nhé. Đó. Và số điện thoại để liên lạc trực tiếp với cơ sở chúng em là số 0984754102. Để các bạn gọi điện hoặc là nhắn tin đơn hàng địa chỉ cho em để đặt hàng nhé các bạn. Đó, và bắt đầu đi vào giới thiệu báo giá những mặt hàng lan ngày hôm nay em có để chia sẻ mọi người đây. Và giá em bán ở đây thì chưa bao gồm có phí vận chuyển cho mọi người nhá. Đó. Như các bạn đang thấy ở trong hình đây là lan Hoàng Lạp. Đây lan Hoàng Lạp thì lan Hoàng Lạp có giá là 150.000 1 kg các bạn. Đấy. Đây lan Hoàng Lạp nhá. 150.000 1 kg. Đó. Và còn ở đây là lan Đa Châu. Lan Đa Châu bé này thì có giá là 600.000 một cân nhưng em hết hàng rồi các bạn ạ. Loại bé này thì tầm khoảng 20 cây một cân, 20 đến 25 cây một cân. Đấy. Cây thì bé nhưng mà cây đang bắt đầu nhú nụ cũng rất là nhiều luôn này. Mùa này rất thích hợp để chúng ta thuần dòng các loại lan giáng hương mà. Đấy. Lan Đa Châu loại bé này thì em hết hàng rồi nhé các bạn nhé. Có giá là 600.000 nhưng em hết hàng rồi. Còn loại Đa Châu to thì chắc còn độ khoảng được cân. Đấy, loại cây to to này độ khoảng 5 cây một cân nhé các bạn nhé. Đấy, loại này thì có khoảng độ 5 cây một cân thì có giá là 550.000 một cân thôi các bạn. Giá rất rẻ. Đấy. Châu to này nó lại rẻ hơn châu bé nhé các bạn. Đấy. Châu to này thì có giá là 550.000 một cân thôi. Chắc còn độ hơn cân gì đấy thôi. Và còn ở đây là lan đuôi chồn này. Lan đuôi chồn này thì có giá là 180.000 một cân nhé các bạn. Đấy, đây đan đuôi chồn trắng nhá. Là 180.000 một cân. Đó. Cây thì ở mức tầm trung thôi các bạn. Lác đác có lẫn một số cây nhỏ như này. Đó. Đấy. Tỷ lệ cây nhỏ cực kỳ là ít thôi. Cây chung toàn là cây chung thôi các bạn ạ. Đấy, 180.000 một cân. Còn ở đây là lan vải rồng, đây là vải rồng rừng Lào này. Đấy, đây là vải rồng Lào nhớ các bạn nhớ, nên là những cái tép này của nó cũng rất là to mập đấy, chứ vải rồng Bắc thì nó sẽ nhỏ nhỏ hơn đấy, những khóm nhỏ nó cũng cỡ như này rồi đó. Vải rồng rừng Lào này thì em bán với cái mức giá xả hàng luôn là 120.000 một cân thôi các bạn ạ. Đấy, 120.000 một cân lan vải rồng nhé các bạn nhé. Còn đây là lan kim thoa. Đây là lan hoàng thảo kim thoa thì em bán với cái mức giá rất là rẻ luôn là cũng là 120.000 một cân luôn này. Đấy, hoàng thảo kim thoa 120.000 một cân. Và còn ở đây là kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa thì có giá là 200.000 một cân nhé các bạn. Đấy, cái lan kim điệp nhựa. Kim điệp nhựa hay kim điệp thơm á. Dòng này cho hoa màu vàng và cho mùi hương rất là thơm luôn ạ. Đấy. Là làm 200.000 một cân ạ. Và còn ở đây là lan ý ngọc. Đây lan hoàng thảo ý ngọc. Lan hoàng thảo ý ngọc này thì em bán giảm giá cho tất cả mọi người là 150.000 một cân thôi. Hàng rất là đẹp nhé các bạn nhé. Đấy, 150.000 một cân thôi ạ. Đấy, em bán xả luôn cho mọi người là 150.000 một cân thôi. Còn đây lan hoàng thảo u lồi hay còn gọi hoàng thảo ngũ tinh á. Đấy, về bây giờ chúng ta về dưỡng cây để sang Tết là chúng ta chơi hoa thôi. Về cái lan dòng hoàng thảo này. Đấy. Hoàng thảo u lồi nhá các bạn nhé. Hoàng thảo u lồi thì cây rất là to đẹp luôn ạ. Đấy, đều có cây tầm cỡ như này trở lên thôi. Hoàng thảo u lồi này em cũng bán với mức giá rất là rẻ luôn thôi, là 250.000 một cân nhé các bạn nhé. Đấy. Em bán xả luôn cho mọi người ạ. Còn đây lan kiều vàng. Lan kiều vàng này thì em cũng bán xả là 150.000 một cân nhé các bạn. Đấy.
Đấy, phiên hàng hôm nay về thì em bán rất là rẻ luôn thôi. Đấy, 150.000 cân nhé các bạn. Đấy, lan kiều vàng ạ. Hàng rất là nhiều lá, toàn là thân có lá thôi. Những thân mà không có lá đều cắt tỉa sạch sẽ rồi nhé các bạn. Đấy. Đó, vừa rồi là những loại lan mà ngày hôm nay em có nhập về để chia sẻ được cho mọi người. Rồi các bạn đặt hàng thì thích loại lan nào hoặc là bổ sung thêm loại lan nào thì hãy gọi điện cho cơ sở chúng em theo số điện thoại là 0984754102 nhé các bạn nhé. Rồi em sẽ đóng gửi hàng đi khắp toàn quốc cho tất cả mọi người. Em mang Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại ở các clip đợt sau nhé các bạn nhé.